Đại Quan Âm Như Lai Thượng Tự Nam Tại Nguyện Nam Mô Trụ Ba Bà U Minh Giới Quan Âm Như Lai Thâm Tịnh Thu Khổ Nguyện Nam Mô Hạng Bà Ba Từ Yêu Quái Quan Âm Như Lai Đăng Trừ Quy Hiểm Nguyện Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Như Lai Cam Lộ Sai Tâm Nguyện Nơi Nam Mô Đại Từ Bi Năng Thị Xã Quảng Âm Như Lai Tượng Thành Bình Đẳng Nguyện Nơi Nam Mô Rú Dạ Tuần Vô Tổng Đại Quang Âm Như Lai Thể Diệt Tam Bồ Nguyện Nơi Nam Mô Vọng Nam Nhâm Cần Lễ Vai Quảng Âm Như Lai Dạ Tỏ Dài Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Tỏ Ký Quyền Ngài Nam Mô Đoàn Kim Thân Mô Thị Tại Quán Âm Như Lai Quả Tu Tập Ma Di Nguyện Ca Kim Phụng Hiến Cam Lò Tỳ Lượng Đẳng Tu Di Vô Quá Tượng Sắc Hương Mỹ Di chứng minh vai thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Văn Phạm Phương Đế Thích Tư Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiện Thần Đồng Thầy Chính Giám Phục Nguyện Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thận Quốc Thái Dân An Gia Gia Dục Cẩn Chi Nhiều Thiền Thư Sư Sư Hường Thái Bình Chi Phấn Nhật Tư Hài Trung Đẳng Thành Tâm Chân Bát Con Hướng Qua Thành Tâm Hiến Cúng Mười Phương Chư Phật Chư Bồ Tát Cập Thánh Hiền Đồng thầy thọ trì pháp bảo tôn kinh xưng tán hồng danh Phật hiệu công đức chuyên gì cầu nguyện cho chúng con. Bồ đề tâm kiên cố trí tánh thường minh bát nhã hoa khai đạo tâm bất phôi. Sanh sanh tề tam bảo đồng cư ngưỡng nguyện chư thiên hộ vệ tấn duyên cựu duyên quan trái duyên chữ duyên giải thoát nghiệp chướng bao chướng phiền não chướng tất giải tiêu diệt kỳ nguyện kỳ siêu hương linh ông bà cha mẹ thất tổ cụ huyền nhiều đời nhiều kiếp lụy thế quan thân Thừa tự công đức tinh pháp văn kinh siêu xuất tội đồ tạo đăng tịnh độ. Phổ nguyện ông thầy quân dục phụ mẫu sanh thành đàn na tinh thi công phu công quả tăng ích phước tiền. Âm siêu dương thai pháp giới nhân thiên tề thành Phật đạo nam mô a di đà.
thân đến lễ tầng hư không biển pháp giới quả hiện bị lai thập phương thượng trụ chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ tầng hư không biển pháp giới quả hiện bị lai thập phương thượng trụ tôn không. Nhất tâm đảnh lễ tầng hư không biển pháp giới quả hiện bị lai thập phương thượng trụ hiền thanh tăng. Dạ Phật, buổi lễ đến đây tạm xong, mời quý vị dùng cơm. Thông báo về tối thứ năm, tối thứ 7 giờ tối thứ năm tại khuôn viên chùa Hồng Danh sẽ có đêm thắp nến cầu nguyện vào ngày 30 tháng 4. Mục đích đêm thắp nến này để cầu nguyện cho các vong linh chiến sĩ cầm vong đồng bào đã tử nạn khi đi vượt biên tìm bến bờ tự do. Thì vậy mời tất cả quý đồng hương, quý Phật tử chúng ta dành thời gian vào 7 giờ tối thứ năm tới đây để chúng ta cùng dâng ngọn đến lung linh để cầu nguyện cho các thương linh được siêu sanh Phật quốc. Và ngày 5, ngày 6 tháng 6 chùa sẽ tổ chức đại lễ Phật đản và lễ đại tường của Hòa Thượng Nguyên Lai. Mời quý vị về tham dự. Và ngày 28 tháng 6 tại khuôn viên chùa Hồng Danh sẽ có một buổi tiệc chay văn nghệ buffet gây quỹ cho chương trình xe lăn, xe lắc, xe đạp và 200 phần quà cho học sinh nghèo ở Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 5. Quý vị mua vé để ủng hộ cho buổi tiệc chay buffet này, xin quý vị gặp cô Yến. Chúng ta cũng hoan nghênh là cô Yến hết bệnh trở lại, với giờ 2-3 tuần là không gặp là cũng hơi buồn. Như đạo Phật thì quý Phật tử nào có khả năng quen biết bạn bè thì giúp chùa và giúp hội từ tâm bán những cái vé tiệc chay buffet này là 20 đồng một vé, để chúng tôi có được một cái ngân quỹ cơ bản để chúng tôi tiếp tục làm những cái việc có ý nghĩa trong đời sống. Hay như là Phật kính chúc quý vị có một buổi cuối tuần thật an lành và hạnh phúc bên người thân. Hay chúc quý vị có một buổi cơm trưa thật ngon và thật an lành tại khuôn viên chùa. Hay như là Phật. Ai học đây, ai học lại những giỏi.